qua đến cúp mép cho đi rồi. Trên mặt nước giống như là ở bên chỗ Hà ở, nhưng mà để chút nữa vào xem là có cái kiến trúc xây dựng cái gì khác không nha. Nước xanh quá, hôm nay trời quá đẹp. Thì tất cả các thức uống cocktail này nọ đều include trong cái gói của Hà rồi, nên là mình đến mình chỉ cần phải đến lấy nước thôi, không phải làm gì cả, hoặc là mình ngồi họ cũng mang nước đến cho mình, và mình đó là mình muốn cái gì họ sẽ pha. Ở đây sẽ có một cái bàn đồ ăn nhẹ để ai muốn ăn nhẹ thì ăn, còn nếu mà muốn ăn trưa thì mình sẽ vào trong Hà đang ở Cúp Mét Cani, thì hồi nãy là mình đi từ biển vào, còn bên đây là hồ bơi. Hà thấy là Cúp Mét Cani rất là phù hợp với con nít nha. Ở đây có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí và rất là nhiều baby ở đây, rất là nhiều em bé ở đây dễ thương lắm. Nếu mà đang sống quay lại thì Hà nghĩ là Hà sẽ ở Cúp, nếu mà đi gia đình Hà sẽ ở Cúp Mét Cani, còn ở bên Cúp Mét Vinolu thì nó hợp với lại người lớn và những cặp đôi, hoặc là mình muốn đi tận hưởng ở riêng tư của mình thì mình nên ở bên Cúp Mét Vinolu. Ở đây thì những cái bạn có người trực 24/24 ở trong hồ bơi để đảm bảo là an toàn cho khách, để có khách nào mà đứng ở trên đó mới bị thổi còi. Đây là cái đường để mình đi vào bên nhà hàng đây, thì khi mà Hà sử dụng cái gói là All Inclusive của Cúp Mét Vinolu thì Hà có thể qua bên Cúp Mét Cani này, Hà uống, ăn, ăn trưa ăn tối gì đó là coi như cũng được luôn. Ở bên đây thì chắc có một cái quầy bar bên này là ngay biển luôn. Yeah.
coi cá đuối, đi bắt cá đuối này nọ, rất là hay, mình thích thì mình đăng ký thôi. Dài mình vô thôi, cái khu vô ở wow, đây về giống như về quê mình quá. Rồi chắc ơi yên tĩnh mà nó thanh bình quá trời luôn. Thấy ở Maldives nè. Ở Maldives này thì cái khí hậu là khí hậu nhiệt đới. Rất giống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình quá. Các bạn thấy trong căn nhà y chang như dưới quê mình luôn. Đây rất là thanh bình. Đó, trên cái con đường đi là hai bên là có những dãy nhà khách sạn. Rồi, bây giờ là đi đến cái chỗ mà chuẩn bị ăn trưa. Gì đây hả? Ở đây là khu vực mà có cái tour để còn để đến đây và mình muốn những cái tour khác và những cái hoạt động của resort mình có thể lại đây để mình lựa chọn. Đây, anh quay cái hình này nè, đó, mình có thể là đây mình coi cá đuối nè, rồi mình đi cái paddleboard này là nó bao gồm trong cái gói của mình luôn, và cái snorkeling này là mình cũng free, miễn phí luôn. Đó, mình chơi những cái trò chơi này rất là vui. Cái này thì chắc là phải trả phí. Cái nhảy dù này nè. Ở cái này là free, này là free. Đây đi lên. Ở đây thì đây là khu vực mà họ sẽ bán tour cho mình. Mình có muốn có những cái hoạt động trải nghiệm đặc biệt hơn, mình sẽ đến đây để mình đăng ký và mình mua tour. Bởi vì đến đây là mình chỉ có là đủ sức khỏe không để mà chơi đủ những cái trò chơi ở đây không, nhưng mà hoạt động không có thiếu. Nên có cái bản đồ, cái đảo đồ. Đây là bản đồ của đây là toàn bộ khu vực cái đảo. Ở đây là điểm mà tàu đến sẽ dừng đây đi vô đây. Đây là điểm coi mặt trời lặn. Ở đây là những cái gọi là ở villa trên mặt nước. Nhìn rõ, nhìn cứ tưởng là nguyên một cái chung, đây là một nguyên hòn đảo, chứ thật ra đây là